Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối Chủ nhật ngày 4 tháng 3 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình Thời sự tối nay sẽ có những tin chính sau đây. Hội đồng Hương Thái Bình tại thành phố Vũng Tàu họp mặt nhân dịp đầu xuân. Lễ hội Đền Trần Thái Bình 2018 không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của các tầng lớp nhân dân mà còn thể hiện sự văn minh, để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Công tác tuyển quân năm nay của Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống thóc thừa cân, quân vượt mức, quân số vượt 105% so với chỉ tiêu mà Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Hương Thái Bình tại thành phố Vũng Tàu tổ chức họp mặt nhân dịp đầu xuân. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Tiến Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự buổi họp mặt. Hội đồng Hương Thái Bình tại thành phố Vũng Tàu có trên 1.000 hộ gia đình sinh sống và làm việc ở 16 phường xã. Phát huy truyền thống quê hương, người Thái Bình tại thành phố Vũng Tàu cần cù lao động, năng động sáng tạo, đoàn kết giúp nhau ra sức xây dựng cuộc sống, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển thành phố Vũng Tàu theo hướng hiện đại, văn minh, nghĩa tình đoàn kết, gắn bó với chính quyền và nhân dân địa phương. Tuy sống xa quê, nhưng bà con đồng hương Thái Bình tại thành phố Vũng Tàu luôn hướng về quê hương bằng nhiều việc làm thiết thực. Nhiều doanh nghiệp đã và đang đầu tư về quê hương và góp sức xây dựng nông thôn mới, cùng nhiều việc làm thiện nguyện, an sinh xã hội. Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chúc mừng và ghi nhận những kết quả mà Hội đồng Hương Thái Bình tại thành phố Vũng Tàu đạt được trong những năm qua. Đồng chí đã thông báo khái quát những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2017 và mong muốn hội tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết gắn bó, tích cực giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, tiếp tục dành những tình cảm tốt đẹp đối với quê hương, xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tại buổi họp mặt, đã trao quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân tích cực đóng góp xây dựng phát triển quê hương Thái Bình. Cũng tại buổi họp mặt, đã tổ chức mừng thọ cho 10 cụ trong Hội đồng Hương tỉnh Thái Bình tại thành phố Vũng Tàu từ 90 tuổi trở lên và trao thưởng cho 25 cháu học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn cán bộ của tỉnh đã tới thăm và làm việc tại nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Ong Biển thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Đại Nam tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Nhà máy sản xuất phân bón với quy trình công nghệ sản xuất bằng hệ thống cơ điện tử tự động, từ khâu phối trộn nguyên liệu đến thành phẩm. Điều đáng nói, công nghệ này do ông Trần Ngọc Nam, tổng giám đốc tự thiết kế chế tạo và nghiên cứu sản xuất ra sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh, tạo điều kiện sản xuất lúa sạch, không phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Sản phẩm phân bón sử dụng nguyên liệu đa hữu cơ cao cấp, giàu chất dinh dưỡng từ phế phụ phẩm của các nhà máy chế biến thủy sản, bùn sinh khối từ các loại chất thải lỏng sinh hoạt, chất thải gia súc gia cầm kết hợp bã bùn mật mía. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình tỏ ý mong muốn công ty nghiên cứu xem xét đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Tỉnh Thái Bình sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công ty khi về đầu tư các dự án trong tỉnh nhằm góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp và hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch của tỉnh trong thời gian tới. Không ngừng đổi mới công nghệ, áp dụng tự động hóa trong nhiều khâu sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm, công ty Sunway Việt Nam luôn là đơn vị đi đầu trong việc áp dụng công nghệ nhằm đáp ứng những thay đổi của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Với dây chuyền sản xuất khung xe đạp được tự động hóa ở nhiều khâu đã giảm đáng kể nhân công, tăng năng suất, hiệu quả làm việc của người lao động, công ty Sunway Việt Nam đã giải quyết được bài toán về nguồn lực, sử dụng chi phí có hiệu quả, cải thiện mô hình doanh nghiệp bằng cách đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ tự động hóa vào quá trình sản xuất của doanh nghiệp để từng bước đáp ứng những thay đổi của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Từ chỗ chỉ sản xuất được từ 15 đến 20.000 sản phẩm mỗi năm, thì nay đơn vị đã có thể sản xuất đồng loạt nhiều loại sản phẩm khung xe đạp với mẫu mã khác nhau. Năm 2018, công ty Sunway Việt Nam tiếp tục đầu tư mở rộng và áp dụng công nghệ tự động hóa trong nhiều khâu của quá trình sản xuất, phấn đấu đạt doanh thu trên 30 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 3 tỷ đồng. Tỉnh đoàn Thái Bình hỗ trợ 6 hộ nghèo, hộ đối tượng chính sách của xã Đô Lương, huyện Đông Hưng lắp đặt đấu nối sử dụng nước sinh hoạt nông thôn. Theo đó, tỉnh đoàn Thái Bình hỗ trợ toàn bộ chi phí lắp đặt đường ống cho các hộ gia đình. Việc hỗ trợ này sẽ giúp người dân được sử dụng nguồn nước sinh hoạt đảm bảo chất lượng, từ đó góp phần nâng cao sức khỏe.
Thực hiện chủ trương của tỉnh về việc nâng cao tỷ lệ các hộ dân sử dụng nước sinh hoạt nông thôn, thời gian qua, đoàn thanh niên các cấp đã hỗ trợ cho hàng trăm hộ dân lắp đặt sử dụng nước sinh hoạt. Việc làm này tiếp tục được các tổ chức đoàn chú trọng triển khai trong thời gian tới. Những tin tức tiếp theo sẽ có trong chương trình. Lễ hội Đền Trần Thái Bình 2018 không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của các tầng lớp nhân dân mà còn thể hiện sự văn minh để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thái Bình thầm lặng ngày đêm giữ vững chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, là phên dậu, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân ra khơi bám biển. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 4 tháng 3, tức ngày 17 tháng Giêng âm lịch, tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình đã diễn ra lễ khai hội Đền Quan năm 2018. Tới dự lễ khai hội có đồng chí Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Bình. Đền Quan, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình được xây dựng từ năm 1905. Đền thờ Quan Tiết Chế Nam Đạo Đại Thần Tướng Trần Thắng, người có công giúp nhân dân dẹp giặc và trị thủy sông Trà thuộc cực kỳ bố Hải Khẩu. Đền Quan lớn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là di tích lịch sử cách mạng văn hóa năm 1998. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, đến nay Đền Quan lớn được trùng tu, tôn tạo khang trang rộng rãi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của người dân. Ngày mở hội thu hút đông đảo nhân dân và khách thập phương về dâng hương chiêm bái, tham quan vãn cảnh. Lễ hội Đền Quan năm 2018 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 3, tức ngày 17-18 tháng Giêng âm lịch, với nhiều hoạt động văn hóa thể thao dân gian đặc sắc. Nhằm tái hiện lại thực tế ứng biến trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc, tại lễ hội Đền Trần Thái Bình, ban tổ chức lễ hội đã tổ chức hội thi kéo lửa nấu cơm cần. Tham gia hội thi có 8 đội đến từ các thôn làng của xã Tiến Đức. Mỗi đội gồm 4 thành viên, 2 nam, 2 nữ. Trong trang phục truyền thống, mỗi đội cử 2 người khiêng niêu đất kẹp giữa đoạn tre tươi đi theo mép vòng tròn, 2 người nổi lửa bằng các thanh giang khô và bùi nhùi đi theo niêu đất. Trong thời gian 30 phút, đội nào hoàn thành trước và chất lượng cơm ngon, trang trí đẹp sẽ chiến thắng. Hội thi kéo lửa nấu cơm cần đã thu hút được đông đảo nhân dân và du khách thập phương, thể hiện được tinh thần quý trọng nghề nông, khơi dậy những nét độc đáo của quân và dân ta trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải xuất sắc nhất, nhì, ba cho các đội tham gia dự thi. Lễ hội Đền Trần Thái Bình là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Lễ hội được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 18 tháng Giêng, không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của các tầng lớp nhân dân mà còn thể hiện sự văn minh lễ hội, để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Đã rất lâu rồi, anh Nguyễn Văn Chiến mới lại cùng gia đình về với lễ hội Đền Trần Thái Bình. Năm nay về với lễ hội, anh Chiến thấy có sự thay đổi lớn ngay từ khi mới bước chân vào khu di tích. Mấy năm trở lại đây thì khuôn viên của Đền Trần cũng mở mang rất là rộng. Nên là cũng thấy là cũng không to đẹp, trong đền thì cũng không thấy hấp hương khói gì cả. Và hàng quán an ninh trật tự cũng thấy là đảm bảo. Đó cũng chính là sự hài lòng của du khách khi đến với lễ hội. Trong công tác tổ chức lễ hội Đền Trần Thái Bình năm nay, việc thực hiện nếp sống văn minh luôn được ban tổ chức quan tâm, chấn chỉnh và đưa các hoạt động lễ hội đi vào nề nếp. Ban tổ chức lễ hội vẫn duy trì được các cái hoạt động để diễn ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách về dâng hương. Đặc biệt trong những ngày qua thì công tác an ninh trật tự đã được duy trì, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường được đảm bảo, và đặc biệt là các du khách về đây đều phấn khởi khi được đón tiếp và dâng hương ở lăng mộ và đền thờ các vị vua nhà Trần. Trong những ngày diễn ra lễ hội, không còn hiện tượng đốt hương đốt nến trong đền. Du khách chỉ thắp hương ở ban trình lễ. Các hiện tượng mời chào xem bói, tướng số, rút thẻ, tán thẻ, đổi tiền lẻ tại di tích đã được ngăn chặn. Này đông nhất mà đẹp mà lễ hội nghiêm trang. Đây là cái được lớn nhất mà không phải lễ hội nào cũng có được. Việc thực hiện nếp sống văn minh lễ hội vừa là trách nhiệm vừa là ý thức không chỉ của các cấp quản lý tổ chức mà còn phụ thuộc vào phần lớn vào ý thức trách nhiệm của cộng đồng tham gia lễ hội. Thưa quý vị và các bạn, sáng mai mùng 5 tháng 3, tức ngày 18 tháng Giêng âm lịch, 8 huyện thành phố sẽ tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018. Để tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo chu đáo, an toàn, tiết kiệm và đúng quy định, huyện Đông Hưng đã chủ động trong công tác chuẩn bị.
Lễ giao nhận quân năm nay được huyện Đông Hưng tổ chức tại sân vận động mới của huyện, thuộc địa phận xã Đông Các. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chuẩn bị chu đáo từ khâu trang trí khánh tiết, công tác tuyên truyền tại địa điểm giao quân, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau buổi lễ. Đồng thời bố trí địa điểm để xe cho các đoàn nhận quân và cán bộ các địa phương cũng như người nhà của tân binh lên tham dự lễ giao nhận quân. Đến chiều nay, ngày 4 tháng 3, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân tại huyện Đông Hưng đã được hoàn tất. Các thanh niên đều yên tâm phấn khởi, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xuống lệnh gọi nhập ngũ cho 2.783 thanh niên đủ tiêu chuẩn, vượt chỉ tiêu mà Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao. Như vậy là công tác tuyển quân năm nay của Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống thóc thừa cân, quân vượt mức. Trước ngày giao quân, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm đáng chú ý của công tác tuyển quân năm 2018. Công tác tuyển quân cho năm 2018 của Thái Bình tiếp tục được đánh giá là thành công khi ngay từ những ngày đầu năm 2017, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp đã có các biện pháp phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương, chủ động về kế hoạch, thời gian cũng như chủ động về nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Song không phải là không có những khó khăn. Một bộ phận không nhỏ thanh niên của chúng ta là xăm trổ. Chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan chức năng để xác định xem cái hình xăm đó nó có mang cái tính kinh dị, kỳ quái, kích động, bạo lực, gây phản cảm hay không. Còn nếu không thì vẫn gọi những công dân này thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho tỉnh chỉ đạo in chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước của thân nhân để khi thanh niên nhập ngũ sẽ lập thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân chiến sĩ được nhanh chóng. Nhờ đó, không chỉ tuyển vượt chỉ tiêu, chất lượng thanh niên trúng tuyển trong tỉnh cũng được nâng cao. Trong đó, tỷ lệ thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm trên 50%, tỷ lệ thanh niên có bằng trung học phổ thông đạt trên 68%, có bằng trung cấp cao đẳng đại học đạt 11%. Nhiều thanh niên đã tốt nghiệp đại học, thậm chí đã đi làm và có thu nhập, song vẫn hăng hái khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Đi với cái tinh thần là hoàn thành nghĩa vụ, vì là xác định là cái nghĩa vụ quân sự nó là quyền và nghĩa vụ của công dân. Thì trước hết là rèn luyện mình, thứ hai là nói chung là đi theo cái truyền thống của gia đình. Thì em cũng rất là mong muốn là có thể đem cái chuyên môn của mình được phục vụ trong quân đội. Ít nhất là phát huy ở trong 2 năm nghĩa vụ của mình. Thực tế cho thấy đã có không ít thanh niên tình nguyện viết đơn xin được nhập ngũ. Họ ý thức được rằng thực hiện nghĩa vụ quân sự chính là trách nhiệm của một công dân yêu nước. Ngày 5 tháng 3, 8 huyện thành phố trong tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao quân. Với số quà trực tiếp của tỉnh ủy, hội đồng dân, ủy ban dân tỉnh tặng mỗi thanh niên nhập ngũ là 2 triệu, các huyện, thành phố là 1 triệu. Ngoài ra, các xã và các ban ngành đoàn thể ở cơ sở cũng tặng quà bằng hiện vật với thanh niên. Phát huy truyền thống tiếp bước cha ông, thanh niên Thái Bình hôm nay nguyện phấn đấu rèn luyện tốt trong quân ngũ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, gác lại mưu cầu hạnh phúc riêng, những chiến sĩ quân hàm xanh nơi cửa biển vẫn thầm lặng ngày đêm giữ vững chủ quyền vùng biển của Tổ quốc, là phên dậu, là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân ra khơi bám biển. Là trên phương tiện đấy là có một người là bị nạn, đúng không ạ? Vâng. Tọa độ của tàu đang ở Bắc là bao nhiêu độ ạ? Và Đông. Vâng. Vâng, đó anh cố gắng anh cứ giữ liên lạc. Vâng, chúng tôi sẽ cử dụng đất ra. Chỉ sau hơn 2 tiếng đồng hồ nhận được thông tin cứu hộ, một ngư dân bị tai nạn trong lúc đang đánh cá ngoài khơi vùng biển của tỉnh đã được các chiến sĩ bộ đội đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Diêm Điền sơ cứu và đưa vào bờ kịp thời trước khi chuyển lên tuyến trên. Nói chung là cái tình cảm nhân dân chúng tôi đấy, những người đánh bắt cá, nói chung cả địa phương chứ không phải chỉ những người ngư dân đâu. Với lại các anh biên phòng là quan hệ mật thiết tốt lắm. Các anh rất là quan tâm đến đời sống rồi thì là phương tiện đánh bắt rồi thông tin liên lạc là các anh quan tâm. Không chỉ là người dẫn đường, bộ đội biên phòng đồn cửa khẩu Cảng Diêm Điền còn là điểm tựa tinh thần cho ngư dân vươn khơi những ngày biển động. Nhiều năm qua, mối quan hệ quân dân luôn được các chiến sĩ biên phòng nơi đây gìn giữ và vun đắp. Những ngày đầu năm mới, tình hình buôn lậu đánh bắt và khai thác tài nguyên trái phép trên tuyến biên giới biển luôn tiềm ẩn, đồng thời đặt ra không ít những nguy cơ và cả thách thức về an ninh trật tự. Thực hiện kế hoạch cao điểm của Bộ Chỉ huy Biên phòng
tỉnh thì chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn và các cái phương tiện hoạt động trên biển, đặc biệt chú trọng cái biện pháp nghiệp vụ cơ bản, xây dựng sử dụng lực lượng mật đảm bảo khép kín trên biển, kịp thời nắm tình hình và đấu tranh có hiệu quả với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác trên biển. Không chỉ là tai mắt của biển, mỗi ngư dân, mỗi con tàu còn là cánh tay nối dài của bộ đội biên phòng nơi tuyến biên giới biển. Vì thế, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Diêm Điền luôn xác định xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, làm nền tảng cho sự nghiệp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.